phát bóng lên sau đường truyền về của đồng đội, thủ môn Cho Ho Kim đã vô tình tạo ra siêu phẩm khó tin. Pha ghi bàn không tử này diễn ra trong trận đấu giữa Gangneung Jeosseong và Jongju ở giải hạng nhì Hàn Quốc. Ở phút thứ 56 của trận đấu, hậu vệ Gi Hun Jan thực hiện pha trả bóng về cho thủ môn Cho Ho Kim. Khi phá bóng mạnh lên phía trên, bóng đã rơi sát vào vòng cấm của đối phương và nảy lên, bay qua đầu thủ môn Kyun Hyun Bak rồi đi vào lưới. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Trong lịch sử bóng đá đã có rất nhiều siêu phẩm được ghi theo cách khó tin và khiến cho người hâm mộ không thể nào quên. Đặc biệt trong số đó là những pha lập công với quỹ đạo không tưởng. Hôm nay hãy cùng với chúng tôi đến với những bàn thắng phi vật lý và khó tin khiến khán giả phải tròn mắt khi chứng kiến. Có lẽ ngay cả trong mơ, thủ môn Juan Carlos cũng không nghĩ rằng mình có thể ghi được bàn thắng từ khoảng cách xa như thế này. Tung ra một đường chuyền phát động tấn công từ phần sân nhà, thủ thành người Tây Ban Nha có vẻ như đã dùng hơi nhiều lực. Tuy nhiên điều này lại vô tình khiến cho trái bóng hướng thẳng về phía khung thành đối phương theo quỹ đạo không tưởng. Cái cục bóng vòng qua đầu thủ môn đội bạn rồi găm thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của tất cả cầu thủ trên sân. Chỉ là một cầu thủ tầm trung, thế nhưng Sen Long lại là người sở hữu kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Premier League. Vừa mới giao bóng bắt đầu trận đấu, hậu vệ của Watford đã mắc lỗi và tạo điều kiện cho Sen Long có cơ hội đối mặt với thủ môn. Đương nhiên, được tặng cho một cơ hội quá ngon ăn, tiền đạo của Southampton không mấy khó khăn để đưa bóng nằm gọn trong lưới. Được ghi chỉ sau 7 giây bóng lăn, đây chính là bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Premier League. Ở giai đoạn đầu khoác áo Manchester United, Ronaldo chính là hung thần trong những cú sút phạt hàng rào với khả năng dứt điểm vô cùng đáng sợ của mình. Không cần lấy nhiều đà, CR7 bước đến chấm đá phạt rồi tung ra cú sút với lực cực mạnh. Bóng tưởng chừng như sẽ đi thẳng nhưng lại bất ngờ vòng qua hàng rào đối phương trước khi găm thẳng vào góc chữ A. Đương nhiên thủ môn đội bạn chả thể làm gì ngoài việc đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Sẽ không quá lời khi nói rằng bàn thắng để đời này của Tim Howard có tới 50% sự giúp sức từ may mắn. Sau đường chuyền về của đồng đội, thủ môn người Mỹ có lẽ chỉ muốn phá bóng thật may lên phía trên. Tuy nhiên, nhờ vào việc gió đang thổi mạnh trên sân, trái bóng bất ngờ bay nhanh rồi đập xuống sân. Phía bên kia chiến tuyến, thủ thành Adam Bodden đang dâng cao và không thể kịp trở tay khi quỹ đạo của trái bóng cũng là rất khó lường. Không phải lần đầu tiên đã khiến cho cả thế giới phải chao đảo, tuy nhiên siêu phẩm này của CR7 chắc chắn sẽ còn được xem đi xem lại cả triệu lần. Pha bật nhảy 70cm đã đưa Ronaldo lên tới độ cao 2,56m hơn cả khung thành của Sampdoria. Trước khi tung ra cú đánh đầu không thể cản phá, có lẽ nếu không đi đá bóng, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng đủ sức để tham dự Olympic ở bộ môn nhảy cao. Có sự giúp sức khá nhiều từ may mắn, thế nhưng không thể phủ nhận rằng Chris Wood đã phải nỗ lực pressing thì bàn thắng mới có thể tìm đến với anh. Bắt nguồn từ pha phá bóng lỗi của thủ môn Watford, bóng đập đúng vào mặt của Chris Wood rồi bay vào goal theo một cách cực kỳ hài hước. Mặc dù cảm giác bị bóng đập vào mặt không hề dễ chịu, thế nhưng rất nhiều tiền đạo sẵn sàng đánh đổi điều này để có thể điền tên mình lên bảng tỷ số của trận đấu. Ngay
Ngày 13 tháng 11 năm 2013, Ibrahimovic đã khiến cả làng túc cầu phải tròn mắt với tuyệt phẩm volley từ khoảng cách 30m vào lưới Rojas. Sau cú đánh đầu phá bóng ở rìa vòng cấm không tốt của thủ thành người Anh, Ibra ngay lập tức ngã người, vung chân thẳng tắp, đưa bóng nằm gọn trong lưới. Siêu tiền đạo người Thụy Điển thực sự đã mang một động tác của karate vào trong bóng đá. Không nằm ngoài dự đoán, bàn thắng này cũng giành giải thưởng bàn thắng đẹp nhất năm 2013 của FIFA. Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, những bàn thắng kinh điển kiểu như này của Andrea Pirlo đã khiến cho biết bao người phải say đắm. Đang rê bóng thông dong ở khu vực giữa sân, huyền thoại người Ý không cần lấy đà để tung ra một cú sút xa không thể cản phá. Bóng từ chân Pirlo bay theo hình cầu vồng, không cần quá nhanh nhưng găm thẳng vào góc chết. Thủ môn của Parma dù bay người hết cỡ nhưng cũng không thể làm sao để chạm tay được vào bóng. Trước khi bị gắn mác thần đồng không bao giờ lớn, Theo Walcott từng có giai đoạn tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Arsenal. Không chỉ sở hữu tốc độ hơn người, kỹ thuật cá nhân của Walcott cũng cực kỳ ấn tượng. Mặc dù bị dồn vào sát đường biên ngang, tiền đạo người Anh vẫn đi bóng đầy khéo léo và vượt qua tới 4 năm hậu vệ Newcastle. Pha solo mẫu mực được kết thúc bằng cú chích mũi dày vô cùng kỹ thuật để hạ gục nốt thủ thành Tim Crew. Bất lực chính là từ duy nhất để nói về hàng thủ của Real Zaragoza khi phải tìm cách ngăn cản Messi trong tình huống này. Từ giữa sân, dù liên tục bị đối phương gạt chân, Empunga thể hiện khả năng giữ thăng bằng cực tốt của mình với pha xoay sở không tưởng. Chưa dừng lại ở đó, siêu sao người Argentina liên tục hành hạ những hậu vệ còn lại bằng pha đi bóng lắc léo trước khi dứt điểm gọn gàng để hoàn tất siêu phẩm. Những bàn thắng phi vật lý vừa rồi quả thực rất đáng để xem đi xem lại cả ngàn lần phải không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!